chấn cứ chia protein nom cho ông có Campuchia tràn chân kế bốn cứ smart nâng size sập ram bay phía rồi khả năng cao nom chân tài can bay Europe cứ miền trung nuôi một hai pí smart nâng sam sập ram môi phía rồi nay bắt tạm dịch đầy praka parliament robot sa hạ pon sợ ông có Campuchia nực nông trai mi tí môi chân năm pí po một hai bảy Campuchia rock chấm nô bán pí can nom chân ông có sa rock chấm nuôi mười rồi một hai ram môi liền đô la nâng nom chân sợ ban chấm nuôi bảy rồi cao sập liền đô la nông nút ban nom chân ông có chấm nút đập ram pi mớn ram môi pon ram rồi bắt sập môi táo tới căn sai sập pi tiếp xác cô đài hai đời lại parliament sợ nom chân tới căn prote việt nam cứ miết chấm nút mười liền ram sán ram môi mớn ram rồi đập pi táo ốc nhá chăn sọc kháng, protein sa hạ pon sợ ông co Campuchia ban lực lang thá, pan ca sa cam apip robot sa hạ pon sợ ông co Campuchia, xâm rap anati buni, cứ xâm đáy đa ca chung ruin plat cam sợ nâng nom chân ông co, đai cầm nọt yoko cô đai nom chị ông co, chung nôn chất sa pram mơn tao, nâng nông chân nam pi po mập hay bấy, nâng chiên đa mùi liên tao, nâng nông chân nam pi po mập hay pram, đai cầm nông nú, ca nom chân tư tìp sa prate chân, cứ miên chung nôn sa sa mơn tao. Lộ ốc nhá lực lang bạp ní, nâng nông chung nộp chì mùi lục rõ mân trái cổ sung pân dịch cám, ca bị khai cung phé, chân nam ពីប៉ុ 23 កន្លងទៅនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងវិស័យរដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីជំរុញវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាការពិខែកុម្ភៈដដែលនោះលោកប៉ាន់សូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានណែនាំវិស័យឯកជនពិសេសសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាឲ្យជំរុញបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យឯកជននិងសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានទីផ្សារនិងលក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការនាំចេញព្រមទាំងបទពិសោធន៍នានាសម្រាប់ជំរុញដល់វិស័